cái nhà gì mà ọp ẹp nóng nóng muốn chết luôn vậy à? Không có cái gì hết trơn để ngồi hết á. Cái này cái ghế cái gì đây? Trời ơi, dơ giấy gì đâu á. Mệt quá, nóng nắng mệt kinh luôn à. Ủa, giờ con Điệp mới về đó hả con? Ủa, bà là ai? Má con Điệp nè con. Để má rót nước cho con uống má nha. Má Điệp mà vậy hả? Trời ơi, má Điệp mà nhìn quê mùa vậy hả? Dơ nữa chứ. Thôi để má rót nước cho con uống nha. Nóng con nha. Ê, để má rót nước. Bây giờ để má rót nước cho con. Bà tính rót cái gì cho tôi uống nước đây? Nước trà con, nước trà nóng. Nước trà nóng. Bà nghĩ sao mà tôi mang thai vậy bà, trời nắng nóng vậy mà bà rót nước trà cho mẹ con tôi uống, bà tính giết mẹ con tôi sao hả? Con thông cảm, tại vì dưới quê mình chỉ có là nước mưa hay nước trà, nước lạnh vậy thôi chứ đâu có nước. Tôi không có uống nước trà, nước mưa, tôi uống nước sâm. Nước sâm đá, bà đi mua nước sâm cho tôi uống đi. Con thông cảm, nhà mình không có nước sâm con. Điệp ơi, con mới về đó hả? Dạ. Trời đất quỷ thần ơi, má lớn con quá, dần quá khỏi luôn. Ơi, lâu quá con mới về thăm má vậy con. Dạ, hả? Tại vì con phải bận, con phải học đủ thứ hết trời trơn. Trời đất ơi, thiệt là con nữa. Nè, ở dưới quê nhà mình á, có nước gì thì uống nước nấy, chứ làm gì mà cô la sùm vậy? Tại má đi mua à? Anh nghĩ sao tôi vậy? Mà tôi đi uống nước mưa, anh nghĩ sao vậy? Tôi là phải uống nước sâm đá, anh nghe chưa? Có thì uống đại đi. Bây giờ tôi thích uống nước sâm, bà đi ra ngoài mua cho tôi. Không có đi mua, cô muốn uống về trên nhà trển mà uống, nghe chưa? Hôm nay anh có cái thái độ đó với tôi hả? Anh dám lên mặt với tôi hả? Tôi vậy rồi sao? Anh nói lại một lần nữa coi. Tôi nói cái mặt cũng coi dày như mặt mo vậy đó. Cái mặt gì mà dày quá vậy? Anh dám lên mặt nói câu đó với tôi hả? Ừ. Anh nhớ ngày xưa anh là một cái thằng gì anh nhớ không? Thằng gì? Làm sao? Một thằng học trò cố rách áo ôm, không hơn không kém. Hả? Cô. Mà đừng có đụng tôi. Mà bây giờ anh dám lên mặt tôi hả? Cô. Thôi mà Điệp. Thôi Điệp à. Anh nhớ cái ngày ở trên đó tôi nói cái gì anh nghe cái đó, tôi đi đâu anh đi theo đẻo đẻo tôi. Dạ thưa bây giờ anh dám lên mặt với tôi vì cái bà già quê mùa này hả? Nè cô mà còn xúc phạm đến má tôi nữa rồi. Thôi con Điệp à. Anh dám tát tôi hả? Dạ. Không mà cô đi về trển đi. Tôi muốn ly dị với cô đó. Được rồi. Anh dám thách tôi ha. Anh dám lên mặt tôi, anh nhớ anh có ngày hôm nay là anh nhờ ai? Hả? Cô. Anh nhờ ai? Ra tòa ly dị lẹ lên. Được rồi. Anh ở đây tao hiếu cái bà già quê mùa này đi. Tao hiếu cái bà già quê mùa đi. Tôi đi về trển. Thôi Tức quá mà. Điệp à, thôi bỏ qua đi con. Vì dù sao cũng còn đứa nhỏ trong bụng của vợ con nữa đó. Má à, thật ra mấy lâu nay con muốn nói thật với má là con không có yêu cô ta. Con không muốn sống chung với cô ta nữa. Đứa nhỏ trong bụng á không phải con của con đâu. Cái gì vậy Điệp? Má không chịu con nói gì đâu nha. Con không muốn ở gần cô ta nữa. Vậy con còn nhớ thằng Lan không? Lan. Con yêu Lan mà má. Bây giờ Lan thế nào rồi hả má? Kể từ ngày mà nó đọc được cái lá thư mà con gửi về cho nó đó, nó giận con dữ lắm luôn á. Nó xuống tóc, nó đi tu rồi con. Ở trong chùa á. À, con còn nhớ cái chùa mà hồi đó hai đứa tụi con hay thường đi chơi đó không? Nó đi tu trong đó đó con. Trời ơi, tại sao Lan lại đi tu? Lan ơi, bây giờ con đi lên trên đó, con tìm Lan nghe má nhé. Thank you.
trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bến sông, nét mặt u sầu. Chiều nay cũng như bao lần rồi lang ra sân đứng khóc cô đơn. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa. Sao hay còn xui người yêu đi thăm làng, điệp nhiên làng không nói, đôi lòng chung đắng cay, ưa lệ không anh về với em được phải không anh?
tế sư phụ. Anh đi đến thăm con có đúng không? Đúng rồi. Sư phụ kêu mở cửa. Kêu mở cửa. Để sư phụ đi mở cửa cho chú Điệp nha. Anh Điệp đến thăm em. Con chờ nha. Dạ.